bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục mời khán giả của chương trình Thành phố hôm nay tìm hiểu về lịch sử của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này sẽ là thông qua những khu nhà cổ của người Hoa dọc hai bên kênh Tàu Hủ và bến Hàm Tử. Trăm năm phồn hoa buôn bán trên bến dưới thuyền của khu vực chợ lớn không chỉ lưu lại ngày nay với hình ảnh và không khí mua bán tấp nập ngày lẫn đêm của khu vực, mà còn là hình ảnh của những khu nhà cổ dọc hai bên những con kênh, con rạch tại khu chợ lớn. Đến nay, theo đà phát triển của thành phố thì phần lớn những tòa nhà này đã biến mất. Tuy nhiên, ở cái đoạn mà kênh Tàu Hủ chỗ ngay khu vực Đại lộ Đông Tây thì vẫn còn một số ngôi nhà có tuổi đời từ trăm tuổi và từng là trụ sở hãng buôn của những thương gia ngày xưa. Có một điều đặc biệt là kiến trúc của phần lớn những tòa nhà này thì rất là giống với kiến trúc của những khu phố người Hoa ở khu vực Blackway hoặc là Boatway ở Singapore, hay là khu phố cổ Malacca ở Malaysia, giống nhau đến khó phân biệt được. Điều này thì ít ai để ý đến, nhưng mà nếu như chúng ta lật trang sử cách đây hơn 2 thế kỷ thì không ngạc nhiên khi chúng ta nhận ra rằng những tòa nhà này đã được những thương gia người Hoa tại Malaysia hay là tại Singapore xây dựng nên làm nơi cư trú cho mình khi đến chợ lớn sinh sống. Thời Pháp thuộc thì những thương nhân này thường là những chủ thầu cho chính quyền Sài Gòn cũ trong việc xây dựng các công trình ở Sài Gòn chợ lớn. Nhưng mà cái nghề chính của họ vẫn là buôn bán lúa gạo và nông sản. Nông phẩm từ các tỉnh miền Tây đổ về Sài Gòn chợ lớn, qua tay họ sẽ được xuất khẩu đến các nước Đông Nam Á. Ở chợ lớn thì có hai câu lạc bộ của người gốc Hoa Singapore thành lập. Một được thiết lập vào năm 1878 ở số 64 đường Paris, tức là đường Phùng Hưng ngày nay. Và một cái khác thì được thành lập vào năm 1886 ở địa chỉ 105 đường Rue de Marine hay là đường Đồng Khánh, và bây giờ có tên gọi là đường Trần Hưng Đạo nối dài.